Ok. Azi muốn ăn đồ mới hả? Đâu đồ mới đâu? Ừ, thức ăn mới trong đó rồi hả? Mẹ giấu rồi, mẹ không cho con ăn hả? Còn nó kiếm nha, nó kiếm. Azi trả lời đi rồi mẹ cho ăn. Nó vô nó kiếm luôn á. Azi trả lời đi rồi tôi mới cho ăn, tôi mở cho ăn. Rồi.